Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Game Deep Low. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những khu vực 85 mới trong bảng 2.4 này. Những khu vực 85 này có chỗ nào mà chúng ta có thể farm được hay không? Thì đầu tiên chúng ta cần nên biết khu vực 85 là gì. Khu vực 85 là những khu vực mà quái vật có level 85. Thì farm ở những khu vực này có những lợi ích gì thì mời các bạn xem Treasure Class. Thì đây là cái bảng Treasure Class. Cái bảng này hiểu đơn giản là nó quy định những cái món đồ nào sẽ được rơ ra từ những con quái vật có level nào. Thì như các bạn thấy đây là cái cột này là Quality Level. Và các bạn có thấy những cái con số ở đây không? Đây là Quality Level của cái món đồ bên đây. Thì khi các bạn đánh những cái con quái vật nào có cái Monster Level lớn hơn hoặc là bằng cái Quality Level này á, thì nó sẽ có cơ hội rơ ra cái món đồ đó. Ví dụ như các bạn farm ở khu vực 85 đi, thì những con quái vật ở đó có Monster Level là bằng 85, thì các bạn có thể nhận được những cái món đồ có Quality Level nhỏ hơn hoặc là bằng 85. Ví dụ như các bạn farm ở khu vực 85 thì các bạn có cơ hội nhận được Dead Clever hay là The Grandfather hay là Griffon's Eye đều có Quality Level nhỏ hơn hoặc là bằng 85. Nhưng mà các bạn cũng có thể thấy những cái món đồ có Quality Level cao hơn 85. Ví dụ như là cái cây Mang Sông Lesson hoặc là cái nón Craft Age hay là Tyrell's Might đều có Quality Level là 86 hoặc là 87 nè. Vậy thì khi các bạn farm ở khu vực 85 nó có cơ hội rơi ra những cái món đồ này hay không? Câu trả lời là có. Thì ở khu vực 85 ngoài những cái con quái vật nhỏ nhỏ ra, nó còn có những cái nhóm boss, những cái nhóm champion á, thì nó sẽ có Monster Level cao hơn cái Error Level là 2. Tức là những cái nhóm champion sẽ có level là 87. Và còn một cái nhóm nữa là nhóm Unique. Những cái nhóm này nó sẽ có level cao hơn cái Error Level là 3 level. Thì những cái nhóm boss Unique này á, nó sẽ có level là 88. Vậy là các bạn farm ở những khu vực 85, các bạn cũng có thể nhận được những cái món đồ có Quality Level cao hơn 85 luôn nha các bạn. Ví dụ như các bạn farm ở cái hang The Pit là một cái khu vực 85, thì các bạn cũng có cơ hội nhận được cái áo giáp Tyrell's Might từ những cái nhóm boss. Hoặc là các bạn cũng có thể đánh những con trùm trong game này. Những con trùm trong game ở cấp độ hao đều có level cao hơn 85. Ví dụ như là Duo có level 88, Mephisto có level 87 và Bell có level 99. Thì đối với set item và unit item nó hoạt động là như vậy, nhưng mà đối với base item nó khác hơn một chút. Cái base item nó đòi hỏi ít hơn. Đối với base item thì các bạn chỉ cần đánh những cái con quái vật nào có monster level thấp hơn cái quality level là 4 là các bạn có thể nhận được cái món đồ đó rồi. Ví dụ như farm bò đi, bò là một khu vực 81 thì các bạn hãy lấy 81 cộng với 4 là ra 85. Thì khi farm bò các bạn có thể nhận được hầu hết những cái base item trong game này, ngoại trừ một trường hợp đặc biệt duy nhất, đó chính là cái trường hợp này. Cái cây Init One này có Quality Level là 86. Khi farm bò các bạn sẽ không nhận được cái cây Init One này. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là khi farm bò các bạn cũng không thể nhận được cái cây Death Web này luôn. Mặc dù nó có cái Quality Level là 74, nhưng mà bởi vì bò nó không rơ ra cái base này, cho nên nó cũng không rơ ra cái cây Death Web này luôn. Ok, các bạn chỉ cần biết một chút về Chester Class như vậy thôi là đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy đến với những cái khu vực 85 vừa mới cập nhật trong phiên bản này nha. Và đây là cái bảng tất cả những khu vực 85 trong game, bao gồm cả những cái khu vực 85 ở phiên bản 2.4 luôn. Và những con quái vật nào có kháng phép thì nó cũng được nốt vào cái bảng này luôn. Cho nên các bạn có thể dễ dàng chọn những khu vực hợp lý mà mình có thể farm được. Thì các bạn có thể thấy ở đây những khu vực 85 nào cũ á, thì nó không có dấu check ở đây. Nếu mà có dấu check ở đây là những khu vực 85 mới của phiên bản 2.4 nha các bạn. Ví dụ như là The Pit nè, Ancient Tunnel, The Market Lair, Level 3 là những cái khu vực 85 cũ. Còn những khu vực 85 mới như là Swampy Pit, Arachnid Lair, Isufan, Forgotten Reliquary hay là Ruined Temple là những khu vực 85 mới. Thì cái bảng này sử dụng như thế nào? Ở đây các bạn có thể thấy là lửa, điện, băng, độc, vật lý và magic. Những cái này là kháng. Và cột bên đây là những con quái vật có kháng thì nó sẽ thể hiện số ở đây. Ví dụ như là cái khu vực Underground Passage có 3 con kháng lửa thì nó có thể hiện ở đây và nó có ghi cái phần trăm kháng lửa luôn. Ví dụ như là con Cover có 110% kháng lửa, con Violencer có 110% kháng lửa. Thì cái cột bên đây là
Nếu mà có infinity á, thì các bạn có thể break được kháng lửa hay là không? Ví dụ như là các bạn có infinity thì các bạn có thể break được kháng lửa của ba con này luôn, cho nên ở bên đây nó ghi là số 0. Nếu mà có infinity á, thì các bạn có thể farm ở khu vực này. Ví dụ một cái nữa đi, thì ở trong hang động The Pit á, thì có hai con kháng lửa, một con là Devil King là 120 kháng lửa, Devil King Shaman là 110 kháng lửa. Thì nếu mà có infinity á, thì các bạn có thể break được kháng lửa của cái con Devil King Shaman 110, còn cái con Devil King 120 kháng lửa các bạn không break được thì nó cũng hiện số 1 ở đây. Các bạn có thể thấy ở đây là số 1. Thì sử dụng cái bảng này rất là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần tìm những cái khu vực nào mà không có kháng, các bạn có thể vào những khu vực đó farm. Ví dụ như là các bạn chơi Sorcerer theo hệ lửa đi, các bạn có thể tìm những khu vực nào không có quái vật kháng lửa. Ví dụ như là cái khu vực Market Lair level 3, Swampy Pit level 1. Những khu vực này không có quái vật kháng lửa. Hoặc là ví dụ các bạn chơi theo đường điện đi, ví dụ giống như là mình chơi theo Javazon là theo đường điện, thì các bạn tìm những khu vực nào không có quái vật kháng điện. Ví dụ như là khu vực Disufen, Forgotten Reliquary và Ruin Temple không có quái kháng điện. Nhưng mà có một điều cần lưu ý ở đây á, là những cái con quái vật Super Unit đó, nó có khả năng kháng điện luôn nha các bạn. Ví dụ như các bạn farm ở khu vực Disufen, quái vật ở đây nó không có kháng điện, nhưng mà có khả năng là cái con trùm á, con trùm trong một cái group á, nó có khả năng kháng điện nha, những cái con Super Unit á. Thì nếu mà gặp những con quái vật có kháng điện như vậy thì các bạn chỉ cần bỏ chạy mà thôi. Những con trùm có kháng điện các bạn chỉ cần bỏ chạy mà thôi. Ở đây các bạn có thể thấy, nếu mà các bạn có Infinity á, thì những cái cột này đều là không hết, tức là những con quái vật kháng điện trong game này có thể break được với Infinity nha các bạn. Và các bạn có thể thấy á, những con quái vật nào mà kháng vật lý á, trong game này rất là ít luôn. Rất là ít những con quái vật nào kháng vật lý luôn, các bạn có thể thấy ở đây. Đó, không 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 hết luôn. Và nó cũng có thể break được với Amplify Damage hoặc là Decubify á các bạn. Cho nên các bạn build cái đường nào thì cuối cùng các bạn cũng phải trở về cái hướng mà build vật lý thôi các bạn. Bởi vì cái hướng đi theo sát thương vật lý á, về sau nó sẽ dễ farm và dễ chơi hơn những cái hướng build này. Nhưng mà các bạn cũng cần phải có đủ đồ các bạn mới có thể build theo cái hướng vật lý này nha. Đó là cách chọn khu vực 85 để farm. Thì mình đang chơi một con, đó chính là Javazon. Thì Javazon á, là đi theo hướng điện. Bây giờ mình sẽ chạy thử 100 lần ở cái khu vực Yusufan và Ruin Temple. Thì hai cái ngôi đền này đều nằm ở Kuras Bazaar hết. Thì mình sẽ chạy thử 100 lần ở cái khu vực 85 mớ này, xem coi nó có rơi ra những cái món đồ nào có giá trị hay không. Hiện tại bây giờ thì mình cấp 69, còn đồ thì cũng chưa có gì luôn. Các bạn có thể xem sơ qua những cái món đồ của mình, chưa có gì hết. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi farm ở hai cái khu vực này để xem sau 100 run chạy thì mình lượm được những cái món đồ nào nha. Thì mình đã chết ngay lượt chạy đầu tiên luôn. Nhưng mà cái con quái vật khi nãy giết mình nó rơi ra một cái áo Immortal King. Ok, sau một vài lượt chạy á, thì mình cũng đã nhặt được một số món đồ và mình dùng những cái món đồ đó để đổi ring. Sau đó dùng ring đổi lấy một cây Titan. Cây Titan này mình lấy một viên Pole để mình đổi nha các bạn. Và mình cũng đã ép một cái áo Peace và một cái khiên Ancient Splash. Thì hai cái món này á, giúp mình có nhiều kháng phép hơn và mình cũng đỡ chết hơn một chút. Các bạn nhìn kháng phép của mình đã tăng lên một chút rồi nè. Mình nhặt được một cái giày Duress có thêm dòng Magnify nữa, nhìn cũng rất là ổn luôn nha. I am overburdened. I can't. Rất may mắn mình nhặt được Kira's Garden, nhưng mà tay hơi thúi, mở ra là kháng 54, kháng tối đa là 70 nha các bạn.
ở lượt chạy thứ 79 mình nhặt được một cái nhẫn Angelic. Thì một cái nhẫn và một cái dây chuyền Angelic sẽ cộng rất là nhiều attack rating nếu mà nhận được Angelic các bạn giữ lại nha. Thì mình cũng đã đủ run và nhặt được một cái Monarch 4 lỗ rồi. Bây giờ mình sẽ ép một cái khiến Spirit. Rất may mắn mình đã nhặt được một cái Reference Eye, mở ra chỉ số cũng rất là đẹp luôn, 19, 13 thì tối đa là 20, 15 nha các bạn. Thì đây là lượt chạy cuối cùng, lượt chạy thứ 100 rồi, mình cũng không nhặt được gì ở lượt chạy cuối cùng. Thì trong lúc chạy mình cũng đã đổi được một cái unit Razor Tail với một viên For và Lum. Ok, vậy là mình đã chạy xong 100 lần. Vậy thì các bạn hãy cùng mình xem sau 100 lần thì những cái món đồ của mình sẽ như thế nào nha. Mình đã có cây Titan và có mũ Kira Guardian, có khiên Spirit, có áo giáp Peace, có dây chuyền The Eye, có găng tay này mình mua trong shop thôi, có giày Phantom Strike, có unit Razor Tail, có nhẫn Dual Rest thôi và một cái nhẫn kháng điện ở đây. Và mình còn nhặt được một cái món đồ rất là có giá trị cho cái hướng build Javazon, đó chính là Griffon's Eye. Đây là một cái món đồ endgame của Javazon luôn rồi nha. Thì sau 100 lần chạy thì mình cũng đã đạt được cái level là 84, gần lên 85 rồi ha. Và mình còn nhặt được một ít tiền nữa, full gương này và full gương này. Và gương này mình cũng có một ít tiền ở đây. Mình hy vọng là cái video này có thể giúp ích được các bạn. Các bạn có thể tìm những khu vực 85 nào hợp lý để các bạn farm. Bây giờ thì mình xin kết thúc cái video của mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.